cho A và B tính A phần B thì lợi sẽ khai thác hằng B nha các bạn. Hằng B. B bằng 1 phần 2019 cộng 1 phần 2018 cộng chấm 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 đến 2018 phần 2 cộng 2019 phần 1. Thì các bạn phải biết nè, 2019 phần 1 này chính là 1 cộng 1 cộng 1 cộng chấm chấm cộng 1 đến bao nhiêu chữ số 1 ạ? 2019 chữ số số 1. Được chưa? Vậy cứ những hàng này nè, các bạn cộng thêm 1 vào thì các bạn thấy là chỉ có bao nhiêu ạ? 20 ở đây xin lỗi, đây số 2 các bạn. 2018 vậy còn dư một số 1, vậy là bằng 1 cộng nè, 1 cộng 1 phần 2019 cộng 1 cộng 2 phần 2018 cộng chấm 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 cộng 1 cộng 2018 phần 2, đóng ngoặc vào. Đó. Được chưa? Đó. Vậy bằng 1 cộng đây. Thì muốn tính thằng này đúng không ạ? Thì ta lấy thằng này nè, nhân mẫu nè, rồi cộng tử thì nó sẽ ra là 2020 chia lại mẫu. Đó. Tương tự lấy số tự nhiên, nhân mẫu, cộng tử ra 2020 phần 2018. Tiếp tục như vậy ta sẽ có 2020 phần 2. Được chưa? Rồi, sau đó các bạn nhìn kỹ nè, một này là phân tích thành là 2020 phần 2020. Được không ạ? Được nha các bạn. Được đúng không ạ? Tại vì rút ra 1 đó, cộng 2020 phần 2019 cộng 2020 phần 2018. Những thằng còn lại các bạn viết lại thôi. Sau đó thấy tử đều có 2020 mà, mang 2020 ra. 2020 mang ra còn lại là 1 phần 2020 cộng 1 phần 2019 cộng 1 phần 2018 cộng chấm 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 cộng 1 phần 2, đóng ngoặc. Và các bạn quan sát hàng này, phần trong ngoặc đi à, có phải là A không ạ? À, vậy ta từ đó suy ra B bằng 2020 nhân A. Rồi nó kêu tính gì ạ? À? A phần B. Vậy ta từ đây suy ra, ta chia B hai vế. Đó, chia B hai vế. Vậy mình sẽ có 1 bằng 2020 nhân A phần B. Nhân này chuyển qua thành chia và suy ra A phần B bằng 1 phần 2020.